Pha phối hợp nhanh của U19 Việt Nam. Công Phượng. Công Phượng. Trong vòng vây của 4-5 cầu thủ U19 Australia thì Công Phượng vừa rồi đã tạo nên một tiếp phần. Đúng là một tiếp phần của đội trưởng hàng số 10 bên phía U19 Việt Nam. Bàn thắng quá tuyệt vời và chắc chắn rằng nó sẽ còn in đậm trong tâm trí của chúng ta. Một pha solo đẹp mắt mà Công Phượng đã nhảy múa trong vòng vây của U19 Australia. Một khoảnh khắc thiên tài của số 10 đội tuyển U19 Việt Nam. Sự cuồng nhiệt mà các cổ động viên đang có mặt ở sân Mỹ Đình và sự chờ đợi của hàng triệu các cổ động viên trước màn hình của đài truyền hình Việt Nam đã được đền đáp với một khoảnh khắc đúng là bùng nổ của Công Phượng. Ta đang chờ đợi để theo dõi lại một khoảnh khắc mang đậm dấu ấn của Công Phượng. Không phải là hàng phòng ngự của Australia không có sự cảnh giác đặc biệt với đội trưởng của U19 Việt Nam khi Công Phượng đã từng có cú đúp vào lưới đội bóng này. Và Công Phượng cũng đã từng vượt qua ba hậu vệ của Australia để mở tỷ số hai đội gặp nhau. Và lần này trước vòng vây của hậu vệ đối phương, Công Phượng vẫn làm được một điều không tưởng, làm tung lưới của Anthony trước một hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ của đối phương. Một bàn thắng xứng đáng được nhận điểm 10 nếu như huấn luyện viên Bjorn Brasen đặt mình ở vị trí của một người thầy. Bàn thắng đẹp.